bao lì tao bàn thông. Ok, ba anh Hiển. Ngày mai còn thi đấu phải không? Ừ, mai có thể thi cao tay thì sao? Lấy hạng 3. Đâu có được sao? Vậy hả? Dạ. Đau quá không chơi. Tại vì mới đầu lúc cũng tháo ra nhìn thấy mấy tấm thịt thế này thì mình hình hoang nó tiếp tục này cho coi chừng nào cho không sao chờ ăn không sao thì không gì được. Game đầu tiên là cũng bỏ game rồi, thằng nghĩ nó đau tay quá luôn ngồi. Hàm hạ nó, mình kêu là mình hàm hạ nó đứng, nó cũng hàm chưa. Giờ sợ lắm, giờ ông là 3 tháng không ra, nó kia tiếp không vậy đó. 3 tháng không ra, nó cầm nhau. Rồi cả bé mình kêu thôi. Đẩy cái banh đi để nó tắt. Thế rồi đẩy banh cũng không qua nữa qua đâu. Ừ. Thì hỏi cái một game mà hỏi sụp đắp một con hai trái ba trái thì lấy gì nữa. mình không có sợ cái game mà chẳng nó đau cây rồi cũng chút rồi. Nhật cũng không có thì mở cửa ra cứu người mình sợ cái đó khẩn này khẩn này cái kia gọi ra lại thôi à. Cái gì xem nó được theo chua chú lào với chú thì sao man. Ôi men, bên kia thắng từ 3-4 tháng là 2 công điền.
muốn đánh là phải đem nó đánh đấy. Thế thế. Trước 3 tháng trời bỏ nhớ rồi. Trước có khi 3 tháng trời luôn. Sửa ao, ao ngoài chút, nó cán cái lan dọc nhưng mà nó ngoài lan ngang. Trời. Yeah, yeah, definitely. Good shot.